Dạ vâng, cơ sở bên em lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim đêm. Thì ở nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em về cái bộ đồ đánh chim mắt đỏ cũng như là chim tràng nghịch. Thì đi chi tiết về cái bộ đồ này để cho anh em cùng tham khảo này. Để đánh được cái con chim tràng nghịch cũng như con mắt đỏ được nhiều ấy, thì anh em hay di chuyển đồng. Thì anh em cùng tham khảo về cái mẫu lèo này. Mẫu lèo này ưu điểm của nó thì là mang vác đi rất là nhẹ nhàng, và cái thứ hai nữa là cách sử dụng rất là đơn giản. Về cái lèo này thì nó có thể là che mưa che nắng. Đấy, đối với cái thời tiết mà ví dụ mưa bụi, mưa bay ý, mưa phùn ý, thì anh em nằm ở trong lèo này sẽ không bị ướt. Còn mưa rào to thì nó sẽ bị ướt, bởi vì cái vải bạt của nó mỏng thôi. Về lèo này nó rất là kín nhé. Đấy, rất là kín thì nó tránh được những cái con động vật đấy, ví dụ như là rắn rết này, đấy, kiến, muỗi, côn trùng đấy, nó vào nó tấn công anh em. Đấy, về lèo này thì nó sẽ có hai cái khung đấy, nó theo kiểu hình cái vó kéo cá đấy, anh em về chỉ vặn phát là mắc lèo lên là xong thôi. Về cái lèo này thì kích thước của nó thì sẽ phù hợp cho là hai anh em nằm ở bên trong. Đấy, vẫn còn một cái chỗ để anh em chỉnh đầu đài âm ly. Đấy, rất là tiện. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới anh em là về âm ly. Âm ly đánh mắt đỏ thì nó sẽ có hai cái dòng âm ly. Đấy, một là dòng âm ly son 288 và một cái dòng âm ly xanh ngoài kia là 263 này. Thì ở đây là con son 288 này anh em. Đấy, con son 288 này thì nó là cái hàng lùi đồng cối đá thôi. Đấy, rất là bền. Công suất của nó tận 600W cơ. Đấy, hàng này thì nó chỉ chạy được qua điện bình 12V thôi. Đấy, với những cái nút phím sử dụng thì rất là nhiều video em giới thiệu thực tế cho anh em rồi, thì anh em có thể là lật lại xem lại những cái video trước đấy, là nếu muốn anh em muốn tham khảo kỹ lưỡng. Còn đối với anh em nào mà bị chập cháy bị hỏng thì anh em có thể là tham khảo mới mua luôn đấy, thì anh em sẽ có thể là mua một bộ đồ này, anh em có thể là điện trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn tiếp theo về loa đánh mắt đỏ thì nó sẽ có hai cái dòng loa chính, một là dòng loa bát nhôm và một là dòng loa hàng Việt Nam. Đấy, đối với cái dòng bát nhôm này thì công suất của nó là 5W này. Đấy, vỏ ngoài của nó bằng nhôm. Đấy, ngoài đánh mắt đỏ ra thì anh em sử dụng cái loa này thì anh em đánh được rất là nhiều những cái mẫu loại chim. Đấy, ví dụ như quốc ta này, rẽ đuôi xòe này, đấy, te te vàng này, mắt đỏ, mắt xéo. Đấy, thì anh em sử dụng đánh được nhiều. Về con này thì nó là con 5W 8 ôm, hàng xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng cơ sở bên em là vẫn cứ bảo hành cho anh em là 15 ngày kể từ ngày anh em nhận hàng đến ngày anh em đi đánh nhá. Còn về con này thì nó sẽ có hai cái dây nguồn ở đứng ở đằng sau này. Đấy, đứng ở đằng sau đây. Đấy, một dây dương và một là dây âm. Hàng này thì nó sẽ có cái củ cắm xoáy ở đây này anh em này. Đấy, củ cắm xoáy đây thì khi giật ra như thế này này. Đấy, giật ra thì nó sẽ không bị đứt cái dây côn ở bên trong, và dưới nó sẽ có một cái đế để anh em đựng, anh em phóng đi tất cả những cái phía ví dụ như là hướng này, anh em chỉnh hướng, ví dụ check lên trời này, chỉnh check xuống dưới thì ở đây nó sẽ có cái ốc để anh em xoáy này. Còn về loa để đánh mắt đỏ loại 2 thì nó sẽ cái dòng loa Việt Nam này. Dòng loa này nó là cái dòng loa đời mới. Đấy, giá cả của nó thì phải chăng. Đấy, nó là cái dòng loa Kenturi này. Hàng này thì được anh em săn đón rất là nhiều, bởi vì cái thứ nhất là đánh nắng mưa không sao, đấy, không phải be bịt gì. Và cái thứ hai nữa là chất lượng âm thanh nó phóng ra rất là xa. Về con này thì nó là 10W. Đấy, 10W hàng Kenturi anh em nhé. Nó cũng có đế để chân này. Đấy, cái hàng đế để chân thì nó đều là bằng nhựa. Về con này củ phóng của nó thì nó sẽ xịn sò hơn là con 5W bát nhôm kia. Đấy, và tiếng của nó sẽ phóng xa hơn, bởi vì nó là cái dòng loa 10W. Nó cũng có cái dây nguồn để chạy ra này. Đấy, một bên âm và một bên dương. Đấy, bên dương là dây đỏ này và bên âm là dây vàng. Đấy, cách nhận biết nó rất là đơn giản anh em. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới anh em là về cái lưới. Lưới để đánh tràng nghịch và mắt đỏ thì anh em lên tổng hợp mà cho mình là cái lưới mắt 4/8 này. Đấy, chiều cao của nó là 150 mắt sợi 13. Về cái mẫu này thì thường thường là nó sẽ có hai loại để anh em đánh. Một là loại 100m và một loại 50. Đối với cái hàng này thì lưới nó rất là manh này anh em này. Đấy, rất là manh thì khi con chim nó vào ấy, cái thứ nhất nó sẽ không trèo được. Bởi vì cái đặc tính của con mắt đỏ với cả con tràng nghịch thì nó trèo thì anh em biết rồi. Đấy, cái đặc tính của nó trèo rất là tốt. Đấy, thì anh em sử dụng lưới này thì sẽ hạn chế được cái tỷ lệ trèo của con chim mắt đỏ với cả hoặc là con chim tràng nghịch anh em đánh. Còn lưới này thì giá cả của nó rẻ thôi, nó chỉ có vài trăm nghìn đồng trên 100m thôi anh em ạ. Đấy, hàng này thì đã làm rất là kỹ cho anh em rồi, thắt gió bên trên. Về một cái bộ lưới như thế này thì khi anh em sử dụng thường thường là anh em sẽ đánh khoảng 100m. Đấy, đối với cánh đồng mà địa hình mà trăng được thì anh em có thể là trăng 200m. Đấy, đánh cố định thì nó sẽ hay hơn. Còn nếu mà anh em di chuyển đồng thì chỉ cần làm 100m hay lắm 50 hoặc là một lắm 100m là anh em có thể đánh được thôi. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu loa đánh tràng nghịch. Mẫu loa đánh tràng nghịch thì nó là cái con chiếc kèn này anh em này. Đấy, cái tiếng kịch 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 thì nó qua cái tiếng chiếc kèn này thì con chim nó rất là chịu. Và con này thì nó là cái con HQ301 5W. Hàng này thì ngoài đánh tràng nghịch ra thì anh em có thể là kẹp đánh thêm chích này. Đấy, đánh thêm chích hoặc là đánh rẽ run. Đấy, cái dòng này rất là hiệu quả, đánh được rất là nhiều những cái loại chim. Còn cách thức sử dụng thì đây nó sẽ có cái gen xoáy này. Đấy, gen xoáy ra như thế này. Đấy, anh em xoáy ra thì nó sẽ có gen như thế này. Đó.
Hàng này thì tất cả ví dụ những cái đồ ví dụ côn bị cháy này bên cơ sở là có thay này. Đấy, phễu bị vỡ thì bên cơ sở em là có bán phễu riêng cho anh em. Đấy, rất là đơn giản. Hàng này thì sử dụng ok. Đấy, giá cả rẻ. Nó chỉ có mấy trăm nghìn đồng trên một đôi loa thôi anh em. Đấy, để đặt hàng mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Anh em điện đến thì cơ sở bên em là sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Đấy, còn một video thì xin giới thiệu tới anh em là về một cái bộ đồ đánh chim mắt đỏ cũng như là chim tràng nghịch. Đấy, hai con chim đấy có đánh chung một bãi được. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, hiện tại ngày hôm nay cũng là ngày mùng 9 đến mùng 10 âm lịch tháng 9 rồi. Đấy, chỉ chờ đến tầm 20 là bắt đầu anh em chiến đấu thôi. Đấy, anh em xem được video này thì anh em có thể đặt hàng luôn. 3-4 ngày nữa anh em nhận hàng. Đấy, nhận hàng về thì chuẩn bị cọc lưới rồi anh em đánh ở cái đợt di cư này. Đợt này nó sẽ đi rất là mạnh. Đấy, một video thì cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.